Lý do để mỗi gia đình đi đến tan vỡ, không ai giống ai, nhưng hầu hết đều chung quy lại thành những nhóm lý do như vợ chồng ngoại tình, cờ bạc, rượu chè, đời sống chăn gối không hợp, vô sinh hiếm muộn. Câu chuyện tan vỡ của tôi hoàn toàn không thuộc các nhóm nguyên nhân trên. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người biết. Chúng tôi đến với nhau bằng thứ tình yêu vội vã, trở thành vợ chồng chỉ sau 6 tháng quen biết, tìm hiểu. Anh gia cảnh nghèo khó, anh chị em đông, không có điều kiện học hành, chỉ là một người thợ công nhân cơ khí bình thường. Tôi là cô gái có nhan sắc trung bình, được ăn học đến nơi đến chốn với 2 tấm bằng đại học và một công việc tốt. Thu nhập bên ngoài gấp vài ba lần mức lương chính của tôi. Bỏ qua mọi sự khác biệt, tôi đồng ý kết hôn với anh. Dẫu biết anh khá gia trưởng, tính đàn bà, có tư tưởng phản động và sự lợi dụng trắng trợn từ gia đình anh trước ngày cưới. Nhưng lúc đó, lý trí tôi quá mù quáng, không đủ can đảm cho mọi người biết trong khi ngày cưới đã định. Thế là tôi lấy anh. Tôi không toan tính keo kiệt về tiền bạc, tiền mừng cưới của họ hàng nhà trai, cha mẹ anh lấy hết. Chúng tôi không được cầm một đồng nào, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận những gì anh tạo được khi còn độc thân, đã để lại cho anh em. Bắt đầu với tôi chỉ với 2 bàn tay trắng, tôi cũng không có ý kiến. Cuộc sống hơn 1 năm sau đó vẫn yên ả. Tôi chu toàn mọi mặt cho cuộc sống gia đình, từ kinh tế đến việc nhà, luôn vui vẻ mang tiền vàng về giúp đỡ cha mẹ, anh chị em bên chồng. Ba má tôi cũng rất thương chiều con rể, bởi tôi là con gái một, nhà chỉ có 3 đứa con. Ba má luôn căn dặn tôi phải đối xử tốt với nhà chồng. Anh khi về nhà tôi cũng khép nép lễ nghĩa, thấy việc là làm, ai cũng khen và mừng cho tôi. Nhà chúng tôi có dư 1 phòng ngủ, 2 em chồng và 1 em trai tôi đều lần lượt đến ở chung để đi làm. Tôi vui vẻ chăm sóc cho chúng như cuộc sống của chúng tôi, từ bữa ăn sáng đến cái quần cái áo, tất cả đều miễn phí không tính toán. Thời gian mang thai, trộm vía tôi rất khỏe mạnh, mọi việc đều đảm đương hết. Sinh con xong tôi cũng khỏe, chồng chưa từng gián đoạn giấc ngủ một đêm nào để pha sữa cho con. Sóng gió bắt đầu khi tôi sinh con được 4 tháng. Trong nhà lúc này, 2 đứa em chồng đã trở về quê do bị mất việc. Chỉ còn vợ chồng tôi, em trai tôi và mẹ chồng lên ở trông cháu. Chồng tôi đề nghị cho 1 cặp vợ chồng em của anh lên chỗ chúng tôi ở chung. Tôi không đồng ý bởi lẽ nhà đã quá chật, chỉ có 72 mét vuông, chứ đâu có to lớn gì. Hơn nữa, tôi rất cấm kỵ chuyện vợ chồng khác chung đụng trong nhà mình. Chồng tôi quay ngoắt 180 độ, anh chỉ trích tôi tại sao đã theo đạo Thiên Chúa của anh rồi mà tư tưởng vẫn không thoáng. Anh bắt đầu kiếm chuyện chửi bới, đuổi em trai tôi, dùng lời lẽ tục tĩu xúc phạm đến cả cha mẹ tôi. Mẹ chồng rất bênh vực con trai. Bà cho rằng gái theo chồng phải phụ thuộc vào chồng và gia đình chồng. Mới sinh con 4 tháng, tôi tức tối lên cơn hậu sản, tưởng như chết đi được. Chồng và mẹ chồng đều không mảy may áy náy, xót thương gì. Anh không đánh đập hay chửi tôi. Người anh nhắm đến là cha mẹ, dòng họ của tôi. Ngay cả ông tôi đã mất cũng bị anh xúc phạm. Ngược lại, anh không cho tôi quyền xúc phạm, động chạm đến cha mẹ và gia đình anh. Anh chị em nhà anh bắt đầu quay lưng khi tôi đụng chạm đến cha mẹ anh, trong khi gia đình bên tôi thì quá hiền, cứ để mặc anh chửi rủa. Hết sức có thể chấp nhận, tôi xin ly hôn. Anh càng như con thú điên dại, lấy Facebook của tôi rêu rao cho mọi người biết. Anh hung hăng vô lễ đến mức không thể nào chấp nhận được. Ba mẹ tôi, anh gọi là mày tao. Một mặt, anh van nài tôi vì con mà không ly hôn. Nhưng mặt khác, anh không hề thay đổi, vẫn lôi cha mẹ tôi xúc phạm hàng trăm lần. Hôm nay anh chửi, ngày mai anh nói xin lỗi, đến hôm sau anh lại chửi, coi gia đình tôi không bằng hạt cát,
trong khi anh luôn cho rằng gia đình nhà anh là rất tốt đẹp và cao thượng. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại suốt 2 tháng trời, cho đến khi thủ tục ly hôn hoàn tất. Anh vẫn tiếp tục chửi bới, lăng mạ, nhưng vẫn năn nỉ tôi quay về. Cha mẹ gia đình bên anh, khi con tôi mới chào đời và chưa có chuyện gì, cũng tỏ ra rất yêu thương, quý hóa lắm. Sự việc bắt đầu xảy ra, họ không một lời đếm xỉa đến, chỉ để ý đến tiền và tài sản. Cưới tôi, họ chỉ tốn 3 chỉ vàng, nhanh chóng đòi lại nhẫn cưới và bông tai, tiền vàng tôi cho mượn hơn 2 cây, xem như mất trắng. Chồng còn nói thẳng là do tôi ngu, tự nhiên đem của đưa cho họ. Nhà cửa và mọi thứ rất may mắn là đều do tôi tạo lập trước hôn nhân, nên dù đã cố yêu cầu tòa án phân chia, anh cũng không được đụng tới cái gì. Uất ức, anh gán cho tôi tội ăn cướp. Anh phủi bỏ trách nhiệm đối với đứa con. Thời gian ly hôn đến nay gần 2 năm, anh vẫn không thôi chửi bới, xúc phạm cha mẹ tôi. Ngấp nghé giả danh nhiều người lạ, tán tỉnh, bỡn cợt tôi. Giả làm nhiều khách hàng, phá hoại công việc, buôn bán online của tôi. Không những thế, anh còn nói xấu tôi với sếp của tôi. Hỏng mong tôi mất việc. Anh tìm mọi cách tiếp cận tôi trên Facebook. Tôi đã đổi số điện thoại nhiều lần, nhưng vì công việc không thể thay đổi công ty được, thế nên đổi số mới, trước sau anh cũng dò ra được. Vết thương trong tôi 2 năm qua đã nguội lạnh từ lâu. Tôi chẳng còn bận tâm đến những trò chửi bới, bôi nhọ của anh. Trộm vía, con tôi rất thông minh, khỏe mạnh. Cháu này đã được 2 tuổi, cái gì cũng biết, cũng hiểu. Chỉ trừ tiếng ba, không bao giờ nhắc tới.